theo chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi của anh Long ở Hà Tĩnh. Anh có câu hỏi như sau, đó là: xin chào thầy, tôi ở Hà Tĩnh muốn làm nhà trong năm nay và mong muốn thầy tư vấn về cách đặt các phòng gồm có nhà bếp, ban thờ, cửa chính, cửa sổ và cổng. Xin thầy tư vấn giúp và chi phí thế nào để gia đình chuẩn bị nhé. Xin cảm ơn thầy. Và với cái câu hỏi này của anh Long thì anh đã có một cái định hình về cái việc xây nhà và yếu tố phong thủy trong cái căn nhà của mình. Tuy nhiên thì vẫn cần phải cái yếu tố nó phải cụ thể hơn. Và với cái câu hỏi này thì xin nhờ anh Đức Trung giải đáp và hướng dẫn cho anh Long. Vâng, Đức Trung. Cảm ơn anh Thiên Long. Cũng cảm ơn anh Long ở Hà Tĩnh luôn về việc là đã tin tưởng chương trình và đặt câu hỏi đối với chúng tôi. Thì với câu hỏi của anh Long là có lẽ là anh cũng theo dõi với chúng tôi một thời gian rồi, cho nên các anh chị cũng đặt niềm tin vào sự tư vấn của chúng tôi. Tuy nhiên rằng là muốn tư vấn hỗ trợ các anh chị được thì như một câu nói mà chúng tôi nói là thông tin phải cụ thể hơn nữa thì chúng tôi mới có thể rõ ràng được. Ở đây thì cũng chưa biết rằng là hướng của anh định làm là hướng gì để cho nên đánh giá năm 2019 hay 2020 có làm được hay không, đúng không ạ? Thì mời anh Long tiếp tục đo hướng xem hướng gì bao nhiêu độ thì báo lại chúng tôi. Tiếp nữa với cái việc đó là anh Long muốn Phong Thủy Thâm Nguyên tư vấn về cách bài trí các phòng, nhà bếp, ban thờ, cửa chính, cửa sổ và cổng như thế nào, thì đây nó hoàn toàn tất cả những cái mong muốn của anh nó đều nằm trong một cái hạng mục hồ sơ gọi là bộ hồ sơ phong thủy. Như các chị thấy phía sau lưng chúng tôi đó là cái bộ hồ sơ phong thủy mà chúng tôi đang để trong hộp này, thì đây là một bộ hồ sơ mà nó thể hiện tất cả những cái hạng mục liên quan đến cái yếu tố năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ, các phương án bố trí công năng cách cục từng phòng ốc trong nhà như thế nào, đúng tỷ lệ, đúng kích thước, rồi phương án liên quan đến bố trí công trình ngầm, đường nước ra, đường nước vào đặt ở đâu, hay bể phốt, bể nước đặt ở đâu, rồi là phương án liên quan đến kích thước cổng cửa sao cho đúng lỗ ba, rồi là họa tiết màu sơn mặt tiền, trang trí nội ngoại thất như thế nào sao đúng nguyên tắc cho phong thủy tọa hướng, rồi là những cái yếu tố liên quan đến bố trí phòng thờ, vị trí động thổ, cương vị động thổ, phương án chấn trạch. Đó là những cái hạng mục, tổng có 12 hạng mục trong bộ hồ sơ phong thủy thì nó sẽ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của anh Long này. Bởi vì rằng là sẽ không có cái lý thuyết nào để thông qua cái việc đó là nhà tôi tọa như thế này, hướng như thế này thì bố trí phòng thờ ở đâu, hay là tôi sinh năm tương đây, vợ tôi sinh năm tương đây, con tôi sinh năm tương đây thì bố trí phòng ngủ như thế nào. Thì tất cả những cái đấy nó rất chung chung, cần phải đánh giá được yếu tố vận khí của đất có làm được nhà hay không. Tiếp nữa về khảo sát cách cục đất để xem đất nhà anh vuông méo tròn trịa như thế nào để đưa ra được cái định hình thiết kế, concept thiết kế, từ đấy mới có thể là đưa ra được cái bố trí công năng từng tầng, tầng 1 như nào, tầng 2 như nào, tầng 3 như nào. Và quan trọng nhất trong việc thiết kế ở đây đó là việc đặt trục khí, đó đặt cầu thang ở đâu để đưa ra được hệ thống giao thông trục dọc và đường hành lang đi lại, tức là hệ thống giao thông trục ngang như nào để bổ khí được loan hoàn trong ngôi nhà của anh chị. Đây hoàn toàn là một bộ môn khoa học rất rõ ràng, rất minh bạch mà có lẽ là thông qua dăm ba cái phút trao đổi ở trên này thì chúng tôi cũng không thể trả lời được anh chị cách cụ thể được, mà cần phải khảo sát và rõ ràng thông tin hơn. Thì xin mời anh Long cũng như các anh chị khác nghe được cái phần trả lời chúng tôi và chuẩn bị những phương án kỹ lưỡng hơn nhất, thì từ đấy chúng tôi cũng có thể báo phí các anh chị chi tiết được, chứ nó không có một biểu phí nhất định nào để báo các anh chị được cả. Xin cảm ơn anh Long và xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì qua cái lời giải đáp của anh Đức Trung thì cũng xin gửi đến anh Long, đó là cái việc anh rất là quan tâm đến cái vấn đề đó là hồ sơ phong thủy, cũng giống như là cái yếu tố phong thủy tác động đến căn nhà của mình làm sao cho phù hợp. Thì anh cung cấp thêm cho Phong Thủy Tam Nguyên những cái thông tin ví dụ như độ số hướng nhà của cả các thành viên trong gia đình, thì lúc đấy thì Phong Thủy Tam Nguyên thì sẽ có cái phương án ví dụ như khảo sát trực tiếp hoặc là đưa ra cho gia đình những cái lời khuyên về cái vấn đề tu tạo, khai sơn lập hướng cho căn nhà của mình tốt hơn. Thì đó là tất cả những thông tin mà muốn gửi đến anh Long.